Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị đến với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Năm ngày 8 tháng 12. Kính thưa quý khán thính giả, 14 dân biểu bang New South Wales của Australia đã đồng ý ký tên vào một bức thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân ngày quốc tế nhân quyền mùng 10 tháng 12, bày tỏ sự thất vọng của họ trước việc chính phủ Việt Nam tiếp tục vi phạm những quyền căn bản của người dân. Thư của các dân biểu Úc nhắc đến những vụ biểu tình ôn hòa bị đàn áp, những vụ sách nhiễu, bắt bớ những người bày tỏ chính kiến như các blogger, các tu sĩ, sinh viên học sinh, kể cả một công dân Úc gốc Việt bà Võ Hồng bị bắt và bị xử phạt vì tổ chức biểu tình. Theo các vị dân cử Úc, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam hiện nay là một vấn đề hệ trọng và là mối quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Úc gốc Việt vùng New South Wales. Cũng xin được nhắc lại, nhân ngày quốc tế nhân quyền năm nay, tại Hoa Kỳ, nữ dân biểu liên bang Loretta Sanchez cũng đã đệ trình Quốc hội Mỹ một nghị quyết yêu cầu Việt Nam tôn trọng các quyền căn bản của con người, đồng thời chấm dứt sự lạm dụng bộ luật hình sự về an ninh quốc gia. Theo bà Sanchez, nhà nước Việt Nam luôn căn cứ vào những điều luật mơ hồ như Điều 79 hay 88 của bộ luật hình sự để chấn áp những tiếng nói yêu chuộng dân chủ muốn bày tỏ ý kiến hòa bình của mình. Quay sang tin khác thưa quý vị, Việt Nam mua thêm 2 tàu chiến Jepa 3.9 của Nga. Thông tấn xã Interfax của Nga loan tin này ngày hôm qua cho biết, nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboro Export vừa hoàn tất hợp đồng vận chuyển 2 tàu chiến Jepa và ký hợp đồng cung cấp thêm 2 tàu cùng loại cho phía Việt Nam. Ông Sergei Rudenko, phó giám đốc nhà máy Zelenodos phụ trách hợp đồng quốc phòng và ngoại thương cho Interfax biết là hợp đồng giao tàu cho phía Việt Nam được thực hiện theo đúng thỏa thuận giữa hai phía tin cho biết hai tàu chiến Jepa đầu tiên do Nga bán cho Việt Nam có trang bị hỏa tiễn tấn công và hai tàu tiếp theo có thiết bị chống tàu ngầm. Thưa quý vị, khu Pek, một đơn vị của tập đoàn dầu khí quốc doanh Coet sẽ xúc tiến việc khoan thăm dò dầu và khí tại vùng biển Việt Nam. Hãng thông tấn Bloomberg hôm nay trích dẫn phát biểu của một viên chức Coet cho biết tin này. Được biết, công ty khai thác dầu khí nước ngoài của Coet đã có 3 lô khai thác tại Việt Nam từ năm 2009, nhưng đến sang năm mới bắt đầu công tác khoan thăm dò. Trong lĩnh vực y tế, thưa quý vị, Việt Nam cho biết sẽ hợp sức cùng cộng đồng quốc tế để đối phó với nguy cơ dịch mới từ động vật lây nhiễm sang người, có nguồn gốc từ chủng cúm da cầm H5N1. Phát biểu tại một hội nghị quốc tế mang tên Đối tác về dịch cúm người và cúm da cầm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ông Đào Xuân Học kêu gọi sự tiếp tay của thế giới vào khi Việt Nam phát động chương trình ứng phó với dịch cúm mới cho giai đoạn 2011-2012. Theo thứ trưởng Đào Xuân Học, trong vòng 8 năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia bị dịch cúm gia cầm tấn công mạnh nhất, nhưng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã thành công trong việc khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Quay sang tin khu vực thưa quý vị, chính phủ Lào đã đồng ý tạm hoãn kế hoạch xây dựng đập thủy điện Xayaburi trong lúc chờ đợi cuộc nghiên cứu do Nhật Bản hướng dẫn nhằm tìm hiểu thêm những ảnh hưởng về môi trường nếu đập này được xây dựng. Quyết định của Lào được thông báo ở cuộc họp cấp bộ trưởng bốn nước thuộc Ủy hội sông Mekong hiện đang diễn ra tại thành phố Siem Reap, Campuchia. Theo dự tính, công trình đập Sayaburi trị giá tới 3 tỷ rưỡi đô la do chính phủ Lào chủ trương, nhưng giao cho các nhà thầu Thái Lan xây dựng với nguồn vốn đến từ các ngân hàng của Thái Lan. Khi hoàn thành, đập sẽ sản xuất 1.260 MW điện và 95% lượng điện này được bán cho Thái Lan. Và tin cuối cùng, thưa quý vị, Hoa Kỳ không hề xem Trung Quốc là kẻ thù. Quyết định mở rộng quan hệ quân sự với Australia cũng không nhằm mục đích bảo vây hòa lục. Đây là phát biểu của bà Michelle Flournoy, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh sau cuộc thảo luận với Trung Quốc. Bà Flournoy cho hay, khi bàn thảo với Phái đoàn Quốc phòng Hoa Lục do tướng Mã Hiểu Thiên hướng dẫn, bà đã có cơ hội đảm bảo với Bắc Kinh rằng tất cả những quyết định mà Tổng thống Barack Obama đưa ra đều không nhắm vào Trung Quốc mà chỉ nhằm mở rộng quan hệ về quân sự với đồng minh Australia. Bà cũng hy vọng năm tới, Hải quân Trung Quốc sẽ tham gia cuộc thao dượt chống hải tặc với Hải quân Hoa Kỳ. Cuộc thao dượt này bị hủy bỏ hồi tháng 9 vừa rồi sau khi chính phủ Mỹ quyết định bán vũ khí cho Đài Loan. Tới đây, chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.